Thưa quý khán giả, tài năng hấp dẫn và không kém phần sôi động, kịch tính, vòng chung kết trao học bổng cuộc thi tài năng học sinh toàn quốc FPT University Talent 2020 đã diễn ra vào tối ngày hôm qua 5 tháng 7, thu hút gần hàng ngàn học sinh, sinh viên và phụ huynh tham dự tại trường đại học FPT Cần Thơ. Đây là năm thứ tư cuộc thi này được tổ chức nhằm tìm kiếm thu hút bồi dưỡng các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thể thao, từ đó phát triển phong trào học sinh sinh viên đại học FPT. Tất cả học sinh trung học phổ thông đến từ mọi miền đất nước có năng khiếu về ca múa hát, khiêu vũ, thể dục thể thao, thơ văn, trình diễn thời trang đều được tham dự với nội dung lành mạnh phù hợp với văn hóa Việt Nam, chất lượng quay rõ nét và thí sinh cam kết không vi phạm tác quyền. Trong vòng chung kết xếp hạng với 15 tài năng xuất sắc nhất, 15 tiết mục nổi bật được trang bị đầu tư khá công phu chuyên nghiệp. Các em thí sinh đã thể hiện hết mình trên sân khấu lớn với những màn biểu diễn ấn tượng, đặc sắc nhưng không kém phần hấp dẫn, kịch tính, với sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả và chiếm nhiều tình cảm từ ban giám khảo, gồm ca sĩ Trúc Nhân, ca sĩ Hoàng Minzy và Bip Bosso Thái Sơn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh chiến thắng tại vòng chung kết FPT University Talent 2020 nhận giải thưởng gồm tiền mặt và học bổng tổng trị giá 3 tỷ đồng, có mức học bổng từ 50%, 70%, 100%. Ngoài 3 giải chính FPT University Talent 2020, còn có 5 giải phụ là giải ấn tượng, giải sáng tạo, giải phong cách, giải triển vọng, giải show online dành cho 5 thí sinh tại vòng chung kết FPT University Talent 2020.